Thời gian qua, người dân bản Cao Đa 1, Cao Đa 2, xã Phiên Ban, huyện Bắc Yên đã phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ trại lợn của công ty cổ phần Cao Đa Sơn La đóng trên địa bàn bản Cao Đa 1 gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế các nội dung liên quan đến phản ánh của người dân. Đoàn công tác đã làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên, Ủy ban Nhân dân xã Phiên Ban, Ban Quản lý bản Cao Đa 1, Cao Đa 2, đồng thời kiểm tra thực địa, rà soát lại toàn bộ khu vực xử lý chất thải của trại lợn Cao Đa. Trại lợn của công ty cổ phần Cao Đa Sơn La được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, hoàn thành đi vào hoạt động sau thời gian vận hành. Đến nay, công ty để xảy ra tình trạng bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường với mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Từ tháng 3 cho đến tháng 3, tháng 5 thì bắt đầu lợn bắt đầu với đẻ. Thế chính vì vậy nhờ từ tháng đến đầu tháng 4 thì chúng tôi bắt đầu với sinh sản lứa đầu tiên. Cho nên chính như thế là cái số lượng nó tăng dần trong cái tỷ lệ đẻ. Cho nên chính như thế là nó mùi là cái số lượng tăng lên ở chỗ đó. Nên chúng tôi sẽ tìm cách để khắc phục. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty vận hành nghiêm hệ thống xử lý nước thải, tổ chức thu gom, xử lý chất thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn, theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, tăng cường sử dụng chế phẩm vi sinh để hạn chế tối đa mùi hôi thối phát sinh, có giải pháp và cam kết triển khai để khắc phục ô nhiễm mùi ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Mong muốn làm sao là trên tinh thần là hết sức cầu thị và nếu có cái vấn đề gì mà bà con cần này thắc mắc thì cũng xin được phản ánh về cho chúng tôi để chúng tôi còn sửa chữa và khắc phục. Xã sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát và có những cái phản ánh xác thực nhất về cái tình trạng gây ô nhiễm này với các cấp có thẩm quyền để đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xử lý khắc phục cũng như là dứt điểm cái tình trạng này để nhân dân ổn định đời sống cũng như là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không gây bức xúc trong nhân dân cũng. Hiện nay công ty đang mua thiết bị để lắp hệ thống phun khử mùi tự động, đang thiết kế lưới che chắn phủ mặt hồ chứa nước so bioga tránh gió tạt gây phát tán mùi, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2023. Đồng thời định kỳ 2 lần một ngày phun chế phẩm vi sinh EM để khử mùi khu vực xử lý nước thải. Cùng với đó, công ty cam kết triển khai lắp đặt camera giám sát, kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên, Ủy ban Nhân dân xã Phiên Ban để giám sát, quản lý hoạt động của cơ sở.